Được rồi, đấy thì hiện tại là vừa nãy là tôi cũng đã vào xong cái bộ dây. Thì các bạn quan sát này, nó sẽ không có một cái ống gen nào luôn nhá. Đấy, bộ dây của chúng ta là vẫn cứ bình thường như kiểu nhà máy nó sản xuất đấy. Chỉ còn lại 6 đầu dây là mình lôi 6 đầu ra. Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại là mình đang có con động cơ 7,5 kW 10 HP đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vào bộ dây của nó không mối nối mà cũng không luồn ống gen luôn nhé các bạn nhé. Đấy, mình sẽ không phải nối. Ok, đây các bạn, mình đã lót giấy sẵn sàng. Ok đây rồi. Đây, và bộ dây ấy thì mình cũng đã quấn sẵn ra rồi đây các bạn này. Liền luôn nhé, không có một cái ống gen nào luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào dây bạn nhé. Đây, thì các bạn để ý là cái đầu này là chúng ta thì tôi hay cho sang bên trái này, thì vào theo thuận theo chiều kim đồng hồ. Ok. Mình là hay là cứ vào hết xong là lúc mình mới lật chờ sau nhé các bạn nhé. Đấy, nhiều anh em cứ bảo là tại sao mà em vào nó hay bị rối dây, thì các bạn quấn cái bộ dây của chúng ta ra hay là mình phải quấn cho nó suôn, nó mượt luôn. Thì chúng ta chỉ cần lắc nhẹ tay là nó khác lọt xuống dưới rãnh thôi. Tại vì là những cái vòng dây của chúng ta nó không bị chồng chéo lên nhau, nó không bị xoắn vào nhau, làm nó dễ và ok hơn. Con động cơ này là 7,5 kW, rô của nó là dài là 15 cm, vào bước 6-8 nha các bạn nhé, à, bước bước 8-10 và bước 8. Trồng 6 rãnh ở giữa nhé các bạn nhé. Nó chạy 35 vòng. Dây 2 dây 0,95 chập đôi. Chỉ 5 chập đôi. Chạy tam giác nha các bạn nha. Quấn sóng thì mình chỉ cần lắc lắc cái bối dây thôi là nó khác, dây nó khác tự lọt xuống dưới rãnh thôi, không có gì khó cả. Mình chạy quấn từng pha một như vậy nhé. Mình vào xong một bộ của pha thứ nhất rồi. Bây giờ mình vào pha số 2. Tiếp tục đến pha số 2. Pha số 2 thì mình đã vừa lấy vào cái bối đôi. Bối đôi ở đây rồi thì đến bây giờ thì mình sẽ vào cái tổ bối đơn là một như này nha các bạn nhé. Thì để mà vào được như này thì các bạn đặt theo cái hướng của nó như này. Đấy, xong là mình lại phải luồn
đây, luồn cái anh này qua. Luồn qua đây xong là mình mới vào dây nha các bạn nhé. Ok rồi. Đấy, mục đích của chúng ta luồn nên là đến khi mà chúng ta vào những cái vào cái bối dây tiếp theo của cái pha kia thì nó sẽ ăn vào rãnh này luôn, thì nó vẫn ở đây, nó không bị chạm pha nha các bạn nhé. Nó bị chạm pha rồi, chúng ta là chỉ cần lót cách pha là được thôi, không phải luồn ống ghe. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ vào cái tổ bối dây số 3. Vào chỗ này thì là nó sẽ rất lằng nhằng các bạn. Rồi. Đây. Vào cái cuộn pha số 3 này. À, thì mình lại tiếp tục là mình vào cái bối đôi này nữa. Bối đôi như này thì đến đây tiếp tục như là các bạn lướn nó vào như này thì mình lại phải luồn hẳn hai pha chúng ta đã vào rồi. Luồn hai pha qua nhé các bạn nhé. Đấy, như này. Các bạn thấy nó có lằng nhằng không? Rất là lằng nhằng luôn đúng không? Nhưng mà khi các bạn làm quen rồi thì là nó cũng bình thường thôi, nó không có gì khó. Rồi, ok. Nhiều anh em nên là không hình dung được vào dây là cái kiểu này nó như thế nào. Nên mình sẽ quay chi tiết để cho các anh em tham khảo và cũng thử tập làm đi. Còn nếu mà vào vẫn luồn các ống ghen ấy thì nó đơn giản hơn. Vào liền mà luồn ống ghen vẫn sẽ dễ như này các bạn nhé. Nó đơn giản hơn. Đơn giản hơn rất nhiều luôn. Vào kiểu này nó sẽ lâu hơn là khi các bạn cắt rời ra, lâu hơn một chút. Nhưng mà các bạn cắt rời ra thì mình lại mất công cạo dây vào đấu, thì tính ra thời gian thì nó như nhau, không lâu hơn là bao nhiêu. Lâu hơn 5 phút đến 10 phút thì không quan trọng nha các bạn nhé. Các bạn quấn chúng ta đã vào dây xong của ba cái ba pha rồi, thì bây giờ chúng ta vào tiếp thì mình sẽ lại quay lại nó về cái pha số 1 nha các bạn nhé. Đây, pha số 1 là cái pha mà mình vào đầu tiên, tiếp tục là mình lại vào nó. Mình bảo luồn đi là nó vẫn ở trong đây, nó sẽ ăn luôn vào đây. Đó. Đơn giản đâu, thì đến bây giờ là mình lại phải luồn hai cái pha này qua. Nó rất là lằng nhằng, nếu mà các bạn không quen ấy thì là nó sẽ hơi khó. Nhưng khi các bạn mà quen rồi thì là nó lại thành là cái quái quen của mình, đam mê luôn. Quay cái này ra dễ quên chưa xoay.
pháo này thì nó rất là vướng tay và nó cứng. Đây là mình làm clip này hướng dẫn cho anh em là để anh em biết là tại sao người ta quấn kiểu gì nó lại vào được, không nhìn thấy mối nối ở đâu mà không nhìn thấy có cái ống ghen nào cả. Thì mình vào nó vướng tay nó chỉ mất mấy cái đầu thôi. Còn về sau thì mình cũng vào vậy, vào gần như thế thì là nó cũng luồn, nó sẽ dễ hơn. Nhớ là phải luôn thì là nó mới được. Các bạn có bị vướng cái đầu của mình không? Quay clip này thì là quay đâu có một mình thôi, không có ai quay hộ. Nếu mà có người quay hộ thì là các bạn quan sát nó sẽ dễ mà chi tiết hơn. Bình thường con động cơ này nếu mà các bạn cắt rời ra thì mình vào nó mất tầm khoảng 30 phút là xong một cái. Thì nếu mà mình chúng ta luồn cái này thì nó sẽ tốn thời gian thêm mất tầm khoảng 10 phút nữa. Giờ phút mà đổi lại là khi các bạn mà tạo dây đấu dây nó cũng mất khoảng bằng đấy thời gian, thì là tương đương là hai cái thời gian của hai cái cách làm này là nó thành như nhau. Clip của Linh Motor thấy nó hay hữu ích thì là đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông. Khi mà mình
ra những cái clip như nào thì các bạn là có thể là xem và tham khảo luôn. Và chỗ nào chưa được thì là mong mọi người là góp ý thêm. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Cuối nối với cuối, vừa nãy là đầu nối đầu, bây giờ đến cuối nối với cuối. Đến cuối nối với cuối rồi thì các bạn lại mình đặt để ướm nó vào nha các bạn nhé. Đấy, cuối ở đây, đây là đầu đầu cuối này. Nó sẽ nối với cái cuối ở bên này thì các bạn lại đặt cho nó hướng sang bên này. Đấy, như này nha các bạn nhé. Rồi các bạn lại luồn hai cái thằng này qua. Các bạn phải ướm trước nó mới chính xác được. Còn mình lại tiếp tục vào dây bình thường dây thì vào nhẹ nhàng nó tránh cho nó xước cái bộ dây của chúng ta nhé. Xước nhiều khi mà nó không may mà xước nó hai chỗ nó gần nhau, hai sợi gần nhau nó dẫn đến là chập động cơ. Động cơ lắc là nó sẽ không chạy, chạy tì dòng cao. Tốc khói cháy luôn. Như vậy thì là chúng ta lại tiếp tục vào xong pha nữa. Đến cái pha này thì là các bạn lại đây, cái chỗ nào trống gần ở đâu thì mình lấy nhá. Đặt để hai cái này sang một bên rồi các bạn lại ướm lên. Đây mình luồn nhiều nên là những cái chỗ sang cuộn này thì là nó sẽ cong. Đấy, mình chỉnh sửa lại cho nó đẹp đi. Đấy, các bạn xoay đây nhé. Xoay này để đặt cho cái đầu này nó sang phía bên tay trái của các bạn. Rồi mình lại luồn cái anh này qua.
theo cái các bạn lại tiếp tục những cái pha tiếp theo, những cuộn của pha tiếp theo thì mình cũng lại làm lần lượt như vậy thôi, cũng lại luôn. Cái này là mình chờ để mình vào cho nó hết đi, xong đến cái kia là lúc đấy là mình mới lật cái mối dây của mình lên như vậy nhé, bạn nhấc lên để mình vào đấy, nhiều anh em gọi là vào chờ đấy, mình cứ hay gọi là lật mới chờ. Chờ thì các bạn là để chưa vào luôn, nhưng mà mình thì hay có thói quen là mình cứ vào luôn nhiều khi cho nó hướng tay các bạn, hướng tay rất là khó chịu, mình hạ nó từ dưới đánh luôn. Trong lúc đấy là mình đôi giấy úp là mình nhấc cái tép dây của chúng ta lên mình vào xong. Mới đầu chưa biết thì là nó tưởng tượng là nó sẽ khó, nhưng đây mình làm chậm này để các bạn xem tham khảo, vẫn dễ như là những quấn những cái động cơ bình thường khác, không có gì khó cả. Nhiều anh em thì là quấn hay bị điện nó gò ra vỏ, thì mình các bạn là sẽ hay dùng cái búa cao su đang vào, các bạn không chịu nắn luôn từ những cái tép đầu tiên, sau cứ lấy búa cao su chúng ta đập mối dây thì đập nó ép nó gãy và nó rách cái cổ giấy của chúng ta ở đây chặt vào cái sắt và giật thôi. Mình vào cái nào mình dùng tay mình nắn luôn cái đấy thì nó sẽ không bị nha các bạn nhé. Đấy, các bạn tiếp tục, các bạn cứ luồn nữa đến khi nào nó hết các tổ mối dây thôi. Đấy, mình sẽ vào lốt cái tép dây này, xong là mình phải nhấc những cái mà lẽ ra là hạ chờ đó, nhấc nó lên thì nó mới đan vành giấy nhau được. Còn các bạn mà lười nhấc lên thì nó cũng không sao cả, nhưng mà nhìn về cái mặt thẩm mỹ thì nó không được đẹp mắt, cơ nhìn nó sẽ xấu. Đây là cái ép cuối cùng của cái pha thứ nhất rồi, nó đã ra được đầu ra đây rồi các bạn. Bây giờ là mình lại phải nhấc để chờ nó các bạn. Nhấc để chờ thì đơn giản lắm, các bạn nhấc cái từ trong thùng này trước. Đây, mình cứ hay là làm xong xong là mình mới nhấc nó lên như này. Đấy, chúng ta dùng cái đây chúng ta cố định nó lại. Khi các bạn mà vào cái bộ dây của chúng ta nó phẳng, nó thẳng rồi thì là mình nhấc lên thì nó vẫn cứ suôn đều thế đâu. Đến khi mình luồn vào mình lại hạ cái mối dây xuống thì nó rất là đơn giản, không có gì là khó cả. Đấy, mình rất là dễ, các bạn dùng dây các bạn kéo để nó ép mấy cái ép dây của chúng ta lên. Mình lấy cái
khoảng không thì mình vào lốp thứ ba ABS còn lại nhé. Các bạn mà vào dây liền khuôn được như thế này thì nó không có mối nối nào ấy, thì là khi động cơ của chúng ta hoạt động thì nó cũng sẽ được tốt hơn nhiều. Khi các bạn hàn những cái đầu mối nối nó sơ xuất, nó chưa chín kỹ chẳng hạn, thì nó dễ bị mo ve đánh lửa mà nổ những cái mai dây này của chúng ta đây. Rồi, đã dùng dây để tôi ép cái phần bộ dây kia nó lên rồi, tiếp tục mình lại vào cái dây còn lại, thì đến càng về sau thì càng ít, thì bây giờ các bạn chỉ phải luồn có mỗi thằng này thôi là ok rồi. Cái dây mà chúng ta vừa nhấc lên xong xuống là ok rồi, không có mối nối nào luôn. Ví dụ khách hàng của bạn mà đến mà nhìn thấy bạn làm mà nó không có mối nối như vậy thì họ cũng sẽ rất là ưng, mặc dù là người ta không biết cái gì đấy. Như vậy là sắp xong rồi các bạn. Nói chung là nó đơn giản đúng không? Mọi người thấy đơn giản thì là comment bên dưới. Đấy, đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ clip nếu thấy hay để ủng hộ cho Linh Motor các bạn nha. Đầu dây ra nguồn thế là xong rồi, không phải luồn ống đen, không phải đấu nối, không phải tạo dây. Tạo dây nhiều khi nó tạo nhiều quá nó gác tay rồi, mỏi tay. Đến bây giờ là chúng ta là chỉ việc hạ cái phần dây này xuống. Đấy, chúng ta là hạ đây các bạn, rất đơn giản thôi. Các bạn hạ thì các bạn nắm cái tép dây của chúng ta cho nó vừa vào khớp vào cái bẫn của các bạn, xong các bạn tách lấy phần một thôi.
hạ nó xuống. Và kéo chắc nó xuống thì là nó mới ấy được, tại vì cái dây của chúng ta là nó cũng kích nó sẽ cứng hơn là khi mà chúng ta chưa phải chờ. Nắm bình thường thôi. Các bạn thấy có dễ không? Một động cơ mà để mà xếp thì xếp dế kép nó là dễ nhất các bạn. Hai lớp số tổ bối dây nó nhiều hơn, số kép dây nó nhiều hơn, mình vào tương đương là nó sẽ lâu hơn chút. Khi các bạn làm quen này nó cũng rất nhanh. Còn một cái cuối cùng, các bạn ngắt ra ít một như này nhé, xong là mình hạ nó xuống thì ép cho nó xuống phần đáy của đạn. Và mình vào những cái sau thì nó sẽ rộng hơn. Rồi anh em này cứ cần phải dùng dao vào dây rồi cào bới thật lực ấy. Các bạn cứ vứt thẳng dây, dùng tay không thì là cái xác suất mà để nó làm chảy cái lớp nha may của dây đồng này nó sẽ ít, nó thấp hơn. Rồi, đấy, kép dây cuối cùng mình đã làm xong. Được rồi, đấy thì hiện tại là vừa nãy là tôi cũng đã vào xong cái bộ dây. Thì các bạn quan sát này, nó sẽ không có một cái ống ghen nào luôn nhá. Đấy, bộ dây của chúng ta là vẫn cứ bình thường như kiểu nhà máy nó sản xuất ấy. Chỉ còn lại 6 đầu dây này, mình lôi 6 đầu ra, thế là ok rồi. Ở bên trong động cơ là không phải nối mối nối nào nữa nha các bạn nhé. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Ok, gặp lại các bạn vào những cái clip tiếp theo nhé.